sau một ngày đẹp trời, cho nên Hằng quyết định Hằng sẽ đi mua sắm. Mà ở gần khu của Hằng ở thì cái nơi mà ngập tràn đồ và giày á, có thể nói là Titan. Nhìn giống như là chữ tí sơn vậy đó. Nhìn giống như là chữ tí sơn vậy đó. Hay thì Hằng sẽ mua một đôi giày Fila, bởi vì Hằng từng có một đôi rồi và Hằng mang rất là thích. Và đi vô coi hôm nay có kiểu dáng gì mới không. Tysons Corner Center, đây là trung tâm mua sắm lớn nhất ở khu vực đô thị. Ở đây thì nằm tại quận Fairfax, Virginia, cách DC khoảng vài phút chạy xe. Hằng thấy một điều nha, vào mall là một cái nơi mà rất là an toàn. Những khi mà mình rảnh rỗi, tâm trạng không vui, không buồn, vào đây là có đủ thứ hết. Đồ ăn, thức uống, rạp chiếu phim và đi mua sắm. Và đặc biệt khi mà vào đây mua sắm thì các bạn phải nốt sẵn những gì mình cần, nếu không là dễ bị lan man lắm. Ở đây là Forever 21 nè. Gần đây thì có thông tin là thương hiệu này đã nợ nần và phá sản và đã đóng cửa khoảng là 700 cửa hàng tại Mỹ. Nhưng mà ở Tyson Corner vẫn còn. Một xíu nữa Hằng sẽ quay lại Forever 21 để mà mua vớ. Còn bây giờ chắc là tập trung vào giày trước, đi lan man mất thời gian. Bây giờ thì mình đang đến với thương hiệu Ondo. Đây là một thương hiệu đến từ Canada, chuyên bán về những sản phẩm giày dép và phụ kiện. Hàng lướt của Ondo luôn, bởi vì trong đó là đa số là sản phẩm thời trang, không có giày thể thao nhiều. Còn bây giờ là mình đang đi vào Vans. Đây là một thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ rồi ha. Trước đây Hằng cũng có một đôi Vans, nhưng mà bây giờ thì Hằng lại tập trung vào những cái đôi giày có đế cao á. Tại vì bản thân cũng biết là chiều cao có hạn, cho nên là mang cái gì nó tôn dáng chút xíu. Giày Fila thì không có cửa hàng riêng, cho nên là mình phải vào những cửa hàng bán lẻ như thế này. Đầu tiên là Lady Foot Locker. Hằng đã thấy được nơi để giày Fila rồi nha. Đế cao đúng ý luôn. Những mẫu giày này thuộc dòng Disruptor Version 2, vừa mang hơi hướng cổ điển ngày xưa và kết hợp với những phong cách hiện đại mới bây giờ. Đặc biệt là cái đế, thích quá. Nhưng mà nó lại không đúng ý với Hằng, bởi vì Hằng xem trên mạng có một cái đôi rất là xinh luôn. Cái đôi đó là quy một đôi màu trắng và có cái đế hồng trong suốt giống như vậy nè. Nhưng mà Hằng lại không có tìm ra ở cái nơi đầu tiên. Cho nên Hằng và bạn Hằng sẽ đi tới cái cửa hàng bán lẻ thứ hai nằm trong mall là Finish Line. Ở đây thì Hằng thấy là giày nhiều hơn cái nơi đầu tiên tụi Hằng vô, Finish Line. Hằng không hiểu vì sao nha, có nhiều nơi bán lẻ luôn á mà nơi nào cũng có những cái thương hiệu cơ bản, ví dụ như Nike, Adidas, Fila. Nhưng mà công nhận là mỗi nơi nó trưng bày những cái sản phẩm khác nhau. Hằng đã thấy được nơi có giày Fila rồi nè. Màu trắng. Ồ, cũng có viền hồng nhưng mà nó lại không giống cái đôi kia. Đi mua sắm cũng khổ lắm các bạn thấy không? Đi nãy giờ chưa tìm ra đôi mình thích. Skechers. Ồ, đang có sale off nè. Để vào coi xem sao. Hằng cũng từng mua vài đôi trong đây, giá cũng khá là mềm luôn. Hằng nhớ có một đợt là mua một cái đôi giày có 35 đồng thôi mà mang được cũng khá là lâu. Ở đây thì những cái mẫu giày cũng đa dạng. Mấy cái màu vàng hay là màu cam, màu đỏ nguyên chất nè, nhìn rất là thích. Nhưng mà phối đồ thì nó hơi bị vất vả, cho nên là lựa màu trắng với màu đen là an toàn nhất. Đôi này mang màu đông là ấm luôn á. Tiếp tục bước vào trong James. Hy vọng là ở trong đây có. Ở đây á, Hằng thấy là giày còn nhiều hơn cả những cái chỗ trước mà tụi Hằng vào nữa. Đi một vòng coi sao. Ở đây mà ai yêu giày chắc là có thể ngắm giày cả ngày luôn ha. Hên có Hằng không có sở thích đó. Chỉ mua những lúc mà mình cần thôi. Và cam đoan một điều luôn, mua cái đôi này về là sẽ bỏ cái đôi cũ. Bởi vì Hằng ở bên đây á, phòng khá là nhỏ, mà mua mà còn chất nữa là thôi, không có chỗ để nằm ngủ. Với lại có một cái câu mà Hằng luôn tuân thủ là mua một bỏ một, vừa tiết kiệm tiền mà vừa tiết kiệm không gian.
Wow, ủa villa ngày hôm nay có 49 đồng thôi hả? Giá cũng ok quá ha. Nhưng mà chấm bi thì thằng không có thích rồi đó. Nhìn sơ qua coi. Thằng đã có mục tiêu. Có một đôi viền hồng khá là xinh xắn ở phía dưới. Đây, nó đây. Nhìn cũng không ưng ý lắm, tuy nhiên là được nhất trong những đôi hồng hồng trắng trắng nãy giờ xem. Để ăn thử coi làm sao. 55 đồng. Trong lúc chờ anh ấy đi lấy size giày cho Hằng thì đi dạo một vòng qua kệ của giày con nít. Trời ơi, quá là dễ thương và xinh xắn. Cái này mà gia đình nào muốn mang ba mẹ và con chung cặp với nhau là vô đây lựa là chính xác luôn. Một đôi giày Fila Mini, trời ơi, cute ghê chưa. 29 đồng 99, hơn nửa giá của giày người lớn luôn á. Nike cưng quá. Rất là nhiều size và nhiều kích cỡ cho mấy baby. Có giày rồi và bây giờ Hằng sẽ thử coi là vừa hay không. Size giày hồi trước khi mà ở Việt Nam là Hằng mua giày cỡ 37-38, tương đương với 6.5-7. Nhưng mà Hằng thường mua rộng hơn chút xíu để mang cho thoải mái. Mà với cái kiểu này thì nó bự sẵn rồi, mình mà mang rộng hơn chút xíu nó cũng chả sao. Cái đôi này là size 7 nè. Thoải mái lắm luôn á các bạn. Trời ơi, được, chịu. Quyết định mua đôi này. Cảm giác thích nhất là cảm giác khi mà mình chuẩn bị mua một cái gì đó mà có người giật cái hộp lại tính tiền giùm mình. Thật ra đây là món quà sinh nhật trễ của con nhỏ bạn thân duy nhất ở Mỹ tặng cho Hằng. Thường khi mà mình mua sắm thì mình sẽ để lại số điện thoại và email. Thỉnh thoảng những cái nơi này sẽ gửi cho mình những phiếu giảm giá cũng như là coupon quà tặng. Thì bạn Hằng nó lại may mắn có cái phiếu giảm giá đó. Give me. Thank you. Yay, vậy là sau một tiếng mua sắm cũng đã có được một đôi giày ưng ý. Bây giờ là sẽ đi qua mua vớ. Ở đây là Forever 21, bán rất là nhiều phụ kiện, giá thì cũng hợp lý. Hằng mua một vài đôi vớ để về phối với đôi giày mới mua. Các bạn về nhà cùng Hằng để khui hộp nha. Hi, Hằng đã về nhà rồi và bây giờ Hằng sẽ cho các bạn thấy đôi giày rõ hơn nha. Đôi giày mua trong James. Khi mà lúc tính tiền thì con nhỏ bạn Hằng mới nói là để trả cho, bởi vì nó có một cái email là giảm giá để coi đôi giày này cuối cùng còn bao nhiêu. Hồi nãy trong store mình thấy là 55. Bây giờ về nhà sau khi giảm giá là 39 đồng 99 cent. Wow. Cộng thêm thuế nữa là 42 đồng 39. Cũng good. Mua từ trong hộp inbox. Trời, nghe được cái mùi giày mới luôn á. Để Hằng để cao xíu nha. Đây. Cái đôi giày này á thì như lúc đầu Hằng nói nó không có giống với cái đôi mà Hằng thấy trên mạng. Nhưng mà cũng tạm được, bởi vì dạo gần đây Hằng thích những cái trang phục phụ kiện nó hơi màu hồng nhạt á. Cho nên cái này nè, nó có điểm xuyến, những cái dấu màu hồng cũng khá là xinh. Trước đây Hằng cũng có một đôi Fila, khi mà nói về điểm mạnh của nó thì Hằng thấy là mang rất là nhẹ, thoải mái nè. Mà cái đế của nó còn giúp mình ăn gian cao lên được khoảng là 4-5cm. Hằng zoom mấy cận lại để các bạn thấy đôi giày rõ hơn nha. Không biết sao càng nhìn càng thấy xinh luôn á. Đôi giày này thì thiết kế chủ yếu là màu trắng,
có cái phần nhấn nhá là màu hồng gold và màu vàng gold. Trên cái chữ Fila đó thì cái chữ F ở trên là màu vàng, còn những cái chữ còn lại là màu hồng, thì nó đi cái tông này xuyên suốt một cái đôi giày luôn, từ cái đường viền nhỏ nhỏ cho tới cả cái phần mạc ở phía sau. Đó, thấy không? Chiếu chiếu lên nhìn óng ánh quá ha. Với cái đế này thì như Hằng nói thì rất là good. Mỗi lần mà đi mưa hay là nước bẩn gì á thì mình chỉ cần lấy một cái miếng khăn giấy ướt mình lau nhẹ thôi là nó sạch bon liền luôn. Gần đây thì Hằng thấy là những bạn trẻ xung quanh Hằng thì mang cái đôi này khá là nhiều. Thì Hằng cũng có tìm hiểu thêm về thương hiệu Fila. Thương hiệu Fila được ra đời ngay tại Ý từ năm 1911, khá là lâu rồi. Sau nhiều lần thăng trầm lên và xuống rồi vài đợt thua lỗ, thì công ty Filacon ngay tại Hàn Quốc đã mua lại công ty Fila mẹ và từ đó phát triển cho đến tận ngày nay. Còn bây giờ thì Hằng sẽ phối đôi giày Fila với những bộ quần áo mà hay mặc để xem như thế nào. Đầu tiên là mốt áo giấu quần. Tiếp theo là phối với một chiếc đầm bó sát kiểu năng động và một chiếc áo khoác. Cách mặc áo khoác dành cho bộ đồ này sẽ khoác theo kiểu hờ hững chút xíu. Qua bộ đồ này thì Hằng thấy là đôi giày này phối với những trang phục như là cái đầm nữ tính thì cũng được, đúng không? Còn đây là một bộ đồ jean, mặc vào thấy cũng khá là năng động. Trang phục đi học đó, thì các bạn một tin là Hằng chuẩn bị vào trường Nova và học tiếp, cho nên là chắc sẽ mặc bộ này đi học đây. Bộ cuối cùng đơn giản nhất luôn, áo trắng và quần jean. Đó là tất cả những gì mà Hằng muốn chia sẻ với các bạn về đôi giày Fila Hằng mới mua. Hy vọng là các bạn đã có những thông tin thú vị. Và Hằng lên video mỗi tuần cho nên là hãy bấm nút subscribe nha. Bởi vì nếu như các bạn không bấm nút subscribe là sẽ bỏ lỡ rất là nhiều điều thú vị đó. Còn bây giờ thì bye bye.